Huấn luyện viên Shin Tae-jung đã nói trận lượt về với tuyển Việt Nam dễ dàng hơn cho Indonesia. Lời tuyên bố ấy nghe thật ngạo nghễ, nhưng là sự ngạo nghễ xứng đáng. Indonesia có 20 năm chiến thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình, nhưng mọi diễn biến trong hiệp 1 đã cho kết quả đúng như huấn luyện viên Shin Tae-jung tuyên bố, bởi Indonesia chỉ cần 23 phút để dẫn Việt Nam đến 2 bàn. Như bố với con vậy. So với trận lượt đi, tuyển Indonesia bất lợi về nhiều mặt do mất đến 7 cầu thủ và chơi trên sân khách. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-jung đã có bàn mở tỷ số từ phút thứ 9. Từ pha đá phạt góc của Tom Heyer, Jay Izet đánh đầu hiểm hóc tung lưới tuyển Việt Nam. Sau bàn thua, tuyển Việt Nam vẫn không thể kiểm soát thế trận và Indonesia có nhiều pha đánh biên nguy hiểm. Tuyển Việt Nam phải trả giá cho lối chơi phòng ngự lỏng lẻo và thiếu quyết liệt. Orat Mangol thoải mái cầm bóng vượt qua hai cầu thủ Việt Nam và dứt điểm hạ gục thủ môn Nguyễn Philip. Hai bàn thua diễn ra sau 23 phút là kết quả thực sự quá thất vọng cho tuyển Việt Nam. Máy quay truyền hình có nhiều thời điểm hướng về phía huấn luyện viên Châu Siê và khán giả trên khán đài. Ở ngoài đường pitch, Quang Hải và Văn Toàn nhận được sự chú ý khi huấn luyện viên Châu Siê tiếp tục xếp họ dự bị. Trong bối cảnh không còn gì để mất, tuyển Việt Nam dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Tiền Linh có hai cơ hội khá ngon ăn nhưng không làm tung lưới Indonesia. Trong 20 năm qua, tuyển Indonesia chưa bao giờ tạo ra lợi thế dẫn hai bàn ngay tại sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam cũng chưa bao giờ chơi bạc nhược đến mức ngơ mộ phải treo rất nhiều băng rôn Châu Siê out hay lời khuyên nhà cầm quân người Pháp hãy từ chức. Thậm chí, không ít khán giả đã ra về sớm. Có thể thấy niềm tin dành cho huấn luyện viên Châu Siê đã chạm đáy. Thất bại càng khó nuốt trôi cho người hâm mộ Việt Nam khi Indonesia có bàn thắng thứ 3 ở thời gian bù giờ. Trận thua đậm ngay trên sân nhà là nỗi xấu hổ cho huấn luyện viên Châu Siê và các học trò. Thất bại 0-3 trước tuyển Indonesia, Việt Nam còn rất ít cơ hội để đi tiếp do kém Indonesia đến 4 điểm, trong khi bảng F chỉ còn 2 loạt đấu. Tuyển Iraq đã chính thức giành suất khi đứng đầu với 12 điểm. Trong nỗi thất vọng cùng cực, niềm tin xuống dưới mức thấp nhất, các cổ động viên Việt Nam đang nhìn về phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Làm ơn hãy trở lại cứu vớt đội tuyển Việt Nam đi thầy Park ơi. Bây giờ VFF đã thấy chân quý những giá trị mà huấn luyện viên Park Hang-seo mang lại chưa? Những ai bảo thầy Park bảo thủ thì nhìn trận này đi. Thầy Park bảo thủ hơn nữa thì vẫn ngon lành hơn gã Châu Siê này tỷ lần. Chúng ta đã có trong tay huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử nhưng lại không biết trân trọng ông ấy và để ông ấy nói lời chia tay. Hôm nay là sinh nhật buồn nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi đã thổi nến và ước rằng thầy Park sẽ trở lại. Đó là một vài comment tiêu biểu và động thái mới nhất của huấn luyện viên người Hàn Quốc đang nở rộ lên thông tin rằng ông sẽ tái hợp với Rồng Vàng. Sau cuộc chia tay với huấn luyện viên Châu Siê, VFF sẽ tìm tân huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành ứng cử viên đăng ký để thay chỗ huấn luyện viên Châu Siê. Ông Park đã có dòng chia sẻ đáng chú ý vào hôm qua về khả năng tái xuất. Mọi thứ đầy hứa hẹn khi mùa xuân đến, chú gấu sau giấc ngủ đông đã thức dậy và tìm kiếm thử thách mới của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo viết trên trang cá nhân. Ở phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam kêu gọi nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại. Mọi người nhớ thầy ra giết, mong thầy trở lại. Một cổ động viên thổ lộ. Mong thầy trở lại một lần nữa để chứng minh đẳng cấp của mình. Người khác bày tỏ. Thầy Park làm người hâm mộ Việt Nam hồi hộp quá. Một fan khác bình luận. Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua cũng theo dõi các học trò thi đấu qua sóng truyền hình. Khi chứng kiến trận thua bạc nhược của những người từng làm học trò, ông đã để lộ gương mặt thất thần. Chiến lược gia người Hàn Quốc quên cả theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và Thái Lan với chiếc TV to hơn trong phòng. Có thể thấy, dù chia tay Rồng Vàng đã lâu, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn hướng về đội tuyển Việt Nam và theo dõi từng bước chân của các học trò cũ. Nhưng cổ động viên thì muốn hơn thế nữa, họ mơ về cuộc tái ngộ kinh điển của thầy Park với bóng đá Việt Nam. Lịch sử Rồng Vàng ghi nhận nhiều huấn luyện viên ngoại chia tay rồi lại quay trở lại cầm quân. Huấn luyện viên Henrique Calisto là ví dụ điển hình với hai lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, còn có cố huấn luyện viên Alfred Riedel. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có khả năng trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều lợi thế hơn so với những ứng cử viên khác, từ tình cảm người hâm mộ đến năng lực được chứng minh với 5 năm thành công của bóng đá Việt Nam. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo giành 3 danh hiệu gồm vô địch AFF Cup 2018 và 2 huy chương vàng SEA Games. Thành tích châu lục gồm hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Đông Nam Á thắng một trận tại vòng loại thứ 3 World Cup. Điểm số cao nhất, 5 điểm. Không có huấn luyện viên nào ở Đông Nam Á có thành tích ấn tượng bằng huấn luyện viên Park Hang-seo.
Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn đang mong đợi huấn luyện viên Park Hang-seo tái hợp tuyển Việt Nam sau một năm chia tay. Thời gian qua, có nhiều tin đồn huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt các đội bóng ở Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia và một số câu lạc bộ V-League. Tuy nhiên, tất cả các thương vụ đều chưa thành hiện thực. Đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, công ty này được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA liên hệ để hỏi về việc làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển xứ Kim Chi. Tuy nhiên, không có lời mời chính thức nào được đưa ra. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm nhiệm vụ cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh và sẵn sàng trở lại công việc huấn luyện nếu có lời đề nghị phù hợp. Thành thực mà nói thì lối chơi kiểm soát bóng của huấn luyện viên Chelsea nghe có vẻ cao siêu, nhưng nó đang biến đội tuyển Việt Nam thành một mớ hỗn độn. Chính vì thế, thà đá phòng ngự phản công mà hiệu quả như huấn luyện viên Park Hang-seo thì còn ngon lành hơn nhiều. Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, thành tích ở các đội tuyển Việt Nam sa sút. Đây cũng là điều được truyền thông khu vực quan tâm. Vừa qua, tờ Bola đã nói thẳng tuyển Việt Nam đã không còn ở đẳng cấp cao nhất như khi được dẫn dắt bởi thầy Park. Các nhập cuộc khác nhau giữa tân huấn luyện viên Philippe Chaussier và Park Hang-seo khiến đội hình Việt Nam bị xáo trộn. Ông Chaussier muốn thi đấu đẹp, trái ngược hẳn với lối chơi thực dụng như Park Hang-seo còn tại vị. Tờ báo Indonesia cho biết, nói đến thống kê ở Đông Nam Á, trong hơn 5 năm dẫn dắt Việt Nam, huấn luyện viên Park chưa từng để thua trên sân nhà Mỹ Đình. Thậm chí, ông Park chỉ thua 2 trận cấp độ đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á. Trong khi dẫn dắt U23 Việt Nam, ông hoàn toàn bất bại. Nói vậy để thấy, dù đội hình qua từng năm tháng và thời kỳ có như thế nào, chiến lược gia người Hàn Quốc đều giúp Việt Nam thể hiện vị thế thực sự ở khu vực và rất cứng rắn mỗi khi đối đầu với những đội bóng khó chịu như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Giai đoạn cuối khi huấn luyện viên Park nắm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nếu chỉ tính thống kê 10 trận cuối cùng, tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, thành tích của đội tuyển Việt Nam như sau: 6 thắng, 3 hòa và 1 thua. Trận thua duy nhất trước Thái Lan ở AFF Cup 2022. Trong khi đó, hai lần cuối dẫn dắt Việt Nam đối đầu Indonesia, ông Park có kết quả hòa không đều và thắng 2-0. Indonesia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-jung luôn coi Việt Nam của ông Park là cái gai trong mắt hay địch thủ khó chịu nhất. Giờ đây họ lại được hưởng trái ngọt khi huấn luyện viên Chelsea nắm quyền. Nói vậy để thấy, những lời bình phẩm về việc huấn luyện viên Park Hang-seo hết thời với bóng đá Việt Nam là vô căn cứ. Nhà cầm quân Hàn Quốc liệu cơm gắp mắm, sắp xếp nhân sự và lối chơi sao cho phù hợp với tình hình đội tuyển qua mỗi giai đoạn, qua mỗi đối thủ mà Việt Nam sẽ gặp. Vì vậy, sau những dòng bão, người hâm mộ Việt Nam chắc hẳn đang nhớ thầy Park rất nhiều.